Nhìn cái này chắc các bạn tưởng mình đang shooting cái gì đó lồng lộn, nhưng không phải đâu, mình đang chụp hình thẻ đó. Bạn đã bao giờ chụp ảnh thẻ đẹp hơn ảnh sống ảo xinh như Hàn Quốc, ngắm đi ngắm lại nhiều lần mà vẫn không tin đó là mình không? Quý vị này cả đầy tờ hỉ hi nhâm thanh tơ. Những tấm ảnh này có lẽ là nỗi ám ảnh mà bạn luôn che giấu, nhưng đây sẽ là chiếc ảnh thẻ mà bạn muốn khoe với tất cả mọi người. Dạo này đang hot rần rần cái vụ chụp ảnh thẻ đẹp như Hàn Quốc. Mình rất thích ngắm nhìn bản thân trong những tấm ảnh đẹp nên đã không ngại đường xa lặn lội từ quận 5 đến Gò Vấp để chỉ việc đến tay không, mọi thứ đều có studio lo, từ trang phục, make up và làm tóc, không cần phải lo lắng đắn đo việc mặc gì và trang điểm như thế nào để lên hình vẫn đẹp mà không bị lố. Để có một chiếc ảnh đẹp thì mái tóc búng mượt và kiểu tóc cũng rất là quan trọng. Sẽ luôn có đội ngũ chuyên nghiệp giúp bạn chỉnh dáng, nụ cười và tóc. Họ sẽ giúp bạn tìm ra nét đẹp tiềm ẩn trong bạn. Gương mặt của mọi người đều bị lệch khi chụp thẳng và không ai là không có khuyết điểm cả. Nhưng không sao, đã có những tay nghề chuyên nghiệp lo hết. Ngoài hình thẻ ra thì ở đây có chụp cả chân dung nữa. Vì tính ham vui nên mình chơi lớn luôn. Sau đây mình xin biểu diễn tặng các bạn bài múa cổ trang. Wow, đây là buổi shooting cho bộ phim mới của ta mang tên Hỉ Khí Dương Dương Lầu Xanh Truyền. Cá nhân mình thấy 390 cho bộ ảnh thẻ xinh lung linh như vậy thì khá ok. Còn các bạn thì sao? Để lại comment cho mình biết nha.